chào các bạn nha. Hôm nay mình mời các bạn cùng mình đi tham quan khu shopping center. Nó có tên là Stockland. Nó thuộc vùng qua điều phạt nha các bạn. Giữa cái tâm điểm Covid-19 này đó. Mời các bạn cùng mình nha. Chúng ta lên đường thôi. Let's go. Mình sẽ đi đến đó bằng xe bus nha các bạn. Hiện thì mình đang có mặt ở thành phố Fairfield nha các bạn. Mình hiện đang đứng trước cửa của khu shopping center. Nó có tên là Stockland nha các bạn. Thuộc quận Wallyford đó. Nó nằm cách Sydney khoảng 34 cây số về hướng tây đó nha các bạn. Dân số ở vùng Wallyford đó nha các bạn. Thì nó có khoảng trên 8.000 người nha các bạn. Người Úc thì sinh sống ở đây rất đông nha các bạn. Kế đến là tới người Ý nha các bạn. Rồi kế đến nữa là tới người Anh nha các bạn. Rồi tới người Syrian nha các bạn. Rồi tới người China nha các bạn. Người Việt Nam mình sống ở đây rất ít nha các bạn. Hoàn cảnh bên ngoài của khu Stockland Shopping Center này nha các bạn, trông rất đẹp mắt nha các bạn. Đối diện cái Shopping Center này các bạn, thì nó có cái cà phạt rất lớn nha các bạn. Xung quanh cái cà phạt nữa nha các bạn, thì mình cảm thấy là xe nó không có đông gì lắm đó nha các bạn. Chắc có lẽ bởi Covid-19 đó nha các bạn. Trước mắt mình nó là cái khu nhà trẻ. Nó nằm đối diện với cái Stockland Shopping Center đấy nha các bạn. Hôm nay là ngày 27 tây tháng 4 của năm 2020 nha các bạn. Thì ở Úc này đó, thì cái tâm điểm Covid-19 thì nó hiện đang chững lại nha các bạn. Thì mình mới dám ra đường để ghi hình nữa nha các bạn. Hiện mình đang đứng trước cửa của trung tâm shopping center nha các bạn. Mình đang chuẩn bị để vào bên trong xem như thế nào nha các bạn. Giữa cái tâm điểm Covid-19 này á. Dùng qua điều phạt đấy nha các bạn. Đó là dùng công nghiệp nha các bạn.
có rất nhiều khu công nghiệp sản xuất rất lớn đó nha các bạn. Mình đang có mặt ở bên trong của Stockland Shopping Center đấy nha các bạn. Rất vắng người nha các bạn. Hiện tại thì nó đang tạm ngừng hoạt động nữa nha các bạn. Khu vực này là lúc trước là khu ăn uống nha các bạn. Rất là vui nha các bạn. Rất là đông á. Và ngày hôm nay thì không có một bóng người nha các bạn. Khu shopping center này nữa nha các bạn, nó chiếm cái diện tích rất là lớn nha các bạn. Đứng cổng sau của khu shopping center đó nha các bạn. Đối diện với cái khu shopping center nó là khu nhà dân nha các bạn. Vùng qua điều phạt đó nha các bạn thì nó không có trạm xe lửa nha các bạn. Tuy nhiên nó có xe bus hoạt động rất mạnh nha các bạn. Phía trước là cái quang cảnh cổng sau của khu Stockland Shopping Center đấy nha các bạn. Xe nhà đó nha các bạn thì nó khoảng là 45 phút lái xe đó nha các bạn. Nhìn rất vắng người đi mua sắm nha các bạn. Tuy nhiên thì cũng vẫn còn có người đi mua sắm nha các bạn. Thank you.
đang quay về thành phố Phê Phiều nha các bạn. Nếu xem cuốn video của mình á, cảm thấy hay nha các bạn, hãy cho mình một cái comment hoặc một cái like nha các bạn, để có động lực mình làm tiếp đó. Mình cũng luôn cầu mong cho cái bệnh dịch Covid-19 này sớm kết thúc nha các bạn, để cho người dân được có cái sinh hoạt bình thường trở lại nha các bạn. Clip đến đây thì mình xin tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn lại clip sau nha. Bye bye.